Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì nãy giờ mình đang hiến tế để kiếm thêm đồ, nhưng mà chỉ rơi kiếm năng lượng và mũ vàng đen. Cây kiếm rơi đâu rồi nhỉ? Mình đoán là nó rơi ngay sau vườn. Đấy, mình biết ngay mà. Có hai thanh kiếm thì làm luôn cây song kiếm cho ngầu, chứ cây kia đánh chậm quá. À quên, mình còn nhận được cây nỏ nữa, sẵn thì phụ ma luôn cây song kiếm với cây nỏ luôn. Mình còn chế tạo luôn cánh thần nhưng chỉ để cho đẹp thôi, xài cái tên lửa ngon hơn. Rồi sau đó mình trồng cây đậu thần, để lấy của thần sau này còn đi đánh boss. Mình còn chợt nhớ rằng mình chưa lấy bụi ánh sao để chế tạo mấy cái trượng, nên mình đã tức tốc quay trở lại rừng mà tìm. Sau đó mình quay về nhà và phá bọn chúng ra. Rồi chế tạo một cây trượng. Trong khoảng thời gian đợi cây đậu thần lớn thì mình sẽ trang trí lại cái khu đi man khoáng sản cho nó nhìn thẩm mỹ hơn. Nhưng mà đang xây thì gặp boss hư không các bạn ạ, mà do thấy nó yếu nên mình đã sửa đẹp nó luôn. Wow.
Con này chả khác gì sứ đồ hư vô, được cái là máu trâu hơn và có thể triệu hồi quái vật. Xong rồi thì lại tiếp tục biến thành anh thợ xây tiếp.